Hello mọi người, đây là Bảo Ngạo đây nè mọi người. Rồi rồi anh sẽ đi rồi đóng cửa rồi. Giờ tụi mình bắt đầu di chuyển nha mọi người. Bính Vợ xin chào. Trời ơi ngon quá không mà Bảo. Bảo nằm im nè. Từ từ. Ngon ngon. Nằm nó ra đây. Ngon. Không chưa. Hello mọi người. Lấy dịch tung não đây. Này đi đâu em? Trời ơi sáng nắng gắt ghê. Dạ. Bây giờ là 6:20 mình bắt đầu từ Sài Gòn. Giờ chuẩn bị bao đi Đà Lạt. Chút qua bên kia đổ xăng luôn. Nè nè. Mình đang tới được cầu Bình Lợi cơ mọi người ơi. Nắng chiếu ngung nghênh mua cái hoa vàng không à. Đây là sông Sài Gòn nè. Dự kiến là khoảng 2-3 giờ chiều thì mình sẽ tới Đà Lạt nha. Dự kiến thôi, không biết có thể sớm hơn hoặc là trễ hơn.
Tới đâu rồi? Đang tới trạm mà chuẩn bị chạy vô Minh Anh hả? Giờ mình đang ở khu địa phận của Đồng Nai. Khu này ngoại ô rồi. Thắng ô mọi người. Nãy giờ rồi trong nội thành á, xe máy xô bồ quá đường rồi, chạy kẹt xe liên miên. Ra tới đây là thông dông thoải mái rồi. Nó các em chơi cầu tuột hả nhỉ? Lái này rộng rãi đã quá mọi người ơi. Quá đẹp. Hôm nay mình đi hai người. Bình thường là mình đi theo team không à? Team mình nay suy đau quá rồi, giờ mình đi hai người. Nè Nhi chuẩn bị vô cái con đường này rồi nè Nhi. Đường này xanh mát. Cùng nhau đi tới Đà Lạt à. Đà Lạt có con ngạc đà à. Anh chở em đi lần này em ngán tới già không có gì. Mai mốt nói đi Đà Lạt cái em nói thôi đi xe khách đi hả gì. Hát nghe bài chơi coi nhi.
Hôm nay mang tiền về cho mẹ hả? Hai giờ nhà báo không bà già? Mình thấy xe ngạnh rồi đó mọi người. Những đứa trẻ rồi phải đi xe nhà rồi nè mọi người. Định quán 23 cây số nữa. Xe trang bị cái gỗ hết tiện rồi mọi người, để được ba lô, ủa để được áo mưa nè, nước nè. Xe đời thấp nên không có sạc điện thoại theo xe, mình trang bị cục sạc dự phòng đồ cứu nữa xin xa chết mờ. Cái đó tiếng là của con bò rống chứ không phải tiếng của con Nhi đâu nha mọi người. Mọi người đừng quan tâm nha. Đó, thấy đá ba chồng chưa? Chưa ông hả? Dạ tội nguyện em chưa? Chút chạy ngang nè rồi em coi ghê hay không. Thế mà mọi người, bây giờ mình đã tới đá ba chồng ở định quán Đồng Nai rồi nha mọi người. Đây là đá ba chồng bên tay trái mình nè, mọi người thấy chưa? Theo thời gian thì đá ba chồng nó chồng lên thành ba hòn đá nha mọi người. Đó. Thấy chưa? Thấy gơi chưa? Gơi chưa? Chưa gơi hả mọi người? Thấy gơi chưa? Đó. Ôi ôi, khủng bố chưa? Nó có ở đó rất là lâu rồi. Từ hỏi xa xưa, từ thời mà khái sinh ngập địa. Chạy ngược chiều nó kêu mình chạy vô. Rồi, rồi, cảm ơn anh. Mà anh chạy anh ngắn em mới ra ngoài, em đi vô quá. Em cảm ơn anh nha, mà anh chạy sai giờ có anh ơi. Xe nó tới không rồi à. Anh ơi, anh chạy nhanh lên anh, em chạy qua cái anh ơi. Nè, giờ mình phải xi nhan. Đó. Chứ anh đừng đậu xe vậy, sao em chạy qua em phải xi nhan đi ra ngoài chứ. Cảm ơn anh trai nãy nha.
Mà nãy anh đó anh chạy chắc cũng ngắn nghe nó ngoài gặp công an nên quay đầu á. Chứ gì nữa. Rồi nhớ rồi nhớ rồi. Ê, anh nhớ rồi, anh nhớ rồi. Mưa rồi. Phải đèo chuối không ta? Chắc không phải đâu. Không khí thật là mát mẻ, mọi người có thấy như vậy không? Mọi người hãy tận hưởng cùng mình nha. Trời ơi, gần núi giang tây nói lại biến xa. Ta đi dòng cái cơm mai để nói sơn hà. Đó, mấy cái này đi Đà Lạt nè. Sao biết quê ở đây? Nó gửi đồ như anh, nó gửi đồ như anh với em sao? Hết vậy, chạy mạnh tới nơi rồi. Wow, gửi xa thành phố này. Đợt đó anh tụi anh đi vô đây nghỉ ngơi ở đây nè, dừng chân ngay chỗ đó. Đợt đi Đà Lạt đầu tiên. Trời ơi, chạm như chỗ dừng chân là nó mở cửa 24/8. Mà mở luôn cả chủ nhật á. Đó, đi Đà Lạt nữa nè. Đó giờ giống anh Thắng á. Chạy chiếc 67 đi Đà Lạt. Đúng 95 đồng hả nhỉ? Đôi dài anh nước nhẹp ướt luôn đôi dớ rồi gì. Mình đang đi đèo nha, em biết không? Chả biết luôn. Mà nó là cái đèo á. Mình đã săn mây nè, Nhi thấy không? Đỏ, đỏ núi săn mây à. Bé nhìn Tú à, gì thấy được cảnh này. Hả? Hả không Nhi? Rồi cái gì vậy, cái gì vậy? Rồi bé nhìn Tú à, chỉ thấy được cái màn đêm đen tối thôi chứ à, gì thấy được cảnh này hả bé nhìn Tú? À, đã chưa? Xưa vừa đổ đèo xuống thôi, vô đây đổ xăng nè. Nhớ cái xăng này không? Bảy ngựa. Tụi mình đổ ra đổ xăng ở đây nè, bảy ngựa. Không thấy đường đang chạy xe không ạ?
vậy. Rồi ok, nhường anh Ngôn, nhường mấy anh Ngôn, chạy đi anh ơi, em không dám giành xe đâu. Đây, đây mình vô đèo nữa rồi nha quý vị. Đồ vi sinh nè. Đèo Bảo Ngọc. Ờ. Anh qua đi em, anh nhường em quá phải không? Dạ em cảm ơn, em cảm ơn anh. Đây có cam nè, nó sợ cam á. Ôi hồi xưa đi chiếc bu đi đường này nhẹ nhàng, nay đi chiếc này cái thấy nó ì ì ha, lên dân lên đè nó ì ì. Đây là đèo nè, buổi tối mà hồi đợt đó mình đi cũng đi đường này nè, mà buổi tối em đâu có thấy gì đâu. Ừ. Đèo hồi đó cái đó là đèo Fan á, mà bây giờ mình đi đèo Mimosa vậy. Xe bự quá sao qua đây ta. Thì từ từ thì để nó qua đi, mình vội vậy. Em đi đèo nè bé với Tú ơi. Đèo này người ta gọi là đèo Bảo Ngọc nè bé với Tú ơi. Được, xuất ra điện thoại bình thường. Chúc anh ta. Đây đây, em có đem theo điện thoại không em quay thiệt. Ủa em không có quay tốt tốt hả gì? Vụ gì nữa trước mày nữa ta? Nè đèo Bảo Ngọc nè, đèo dốc nguy hiểm nè. À, gì vậy? Đi dây điện hả? Kéo dây điện hả? Chị kỳ vậy fan, chạy vô fan. Sướng nè mọi người ơi, sướng phủ kính dân mối luôn nè mọi người ơi. Mình đi săn máy, săn sương thành công rồi nha mọi người ơi. Rồi hết đèo. Bạn hả? Đang trong thành phố bỡ rồi. Đó fan rồi. Fan fan fan. Hém ngon mọi người. Còn khoảng 100 cây nữa là mình tới rồi. Trời ơi, tính ra chạy cũng đâu có chậm đâu. Nện thôi mình ơi, mình nện nện mình. Nện ồ, CB650R.
Mình ơi, mình yểm nhẹm cái chuẩn bị tới nơi rồi. Mai mốt mình sẽ làm tour thử thách bản thân à. À, sáng đi 7 giờ đi 7 giờ đi 6 giờ đi 6 rưỡi đi 10 rưỡi tới đây rồi. Hát mọi người. Mọi người hãy chờ mình nha. Mọi người thấy không khí xe xe ảnh của Đà Lạt chưa? Mình ở đây hít hà không khí nè, hít hà không khí nè. Đảo quá, đảo quá. Lạnh quá, lạnh quá. Tối nhưng bé làm gì thấy được cái cảnh này. Trời ơi trời. Tốn bé chỉ thấy màn đêm đen tối thôi. Nấp gió nè. Nấp gió nè. Rồi, tiếp tục cuộc hành trình thôi quý vị ơi. Hành trình ta về quê. Anh nấu cơm, em quét nhà. Đó, mọi người thấy chưa? Bé gì có làm gì thấy được cảnh này. Anh nấu cơm. Ủa, anh đi làm, em ở nhà nấu cơm. Và có những cung đường rất là đẹp. Ấu vé. Yêu 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 kìa, đi Đà Lạt nữa kìa. Hát ơi các đồng chí, chạy đuối mà phải không các đồng chí? Đồng chí đi Đà Lạt mà đem theo đàn lay chắc bít nít hả đồng chí? Ông đó ông xin rượu hay gì kìa, ông chạy kìa. Chạy nè có một bên luôn.
quẹo bên tay trái tay phải hết à. Đây mà đang đi đèo Mi Mi gì? Mimosa hả? Đây. Ừ. Đây là đèo Mimosa nha mọi người. Tàu ren rồi đèo Mimosa cái nào cũng nằm thẳng lên đời hết á. Không biết nữa. Chưa gì hết, mới đi có mấy km đầu à. Mà dằn quá dằn. Rồi. Oh yeah. Xe rau á, xe rau, xe nông sản nữa. Trời ơi đó, đi như kiểu người có hợp má, xấu hơn cái đèo Gia Bắc bữa đi nữa. Đèo Gia Bắc chỗ chiêu dữ vậy. Trời, công trình đang thi công ở trước nữa kìa. Quýnh nguyên cái dầu hả vậy? Tụi mình tới trung tâm Đà Lạt rồi nha mọi người. Giờ kiếm vô khách sạn, buông đồ xuống cái cây.